ảnh, toàn cảnh Trung Quốc thời nhà Thanh. Cuộc sống của người dân Trung Quốc trong thời khắc chuyển giao đặc biệt của lịch sử đất nước này qua những hình ảnh chân thực và sống động. Cố Tổng thống Mỹ Ulysses Grant trong cuộc gặp với Lý Hồng Chương, đại thần triều đình nhà Thanh, tại Thiên Tân vào năm 1879 để thảo luận về việc phát triển và mở rộng thương mại Trung Quốc ra quốc tế. Một trong những cách trừng phạt bằng thể xác được triều đại nhà Thanh sử dụng để răn dạy người dân. Một người lính Nga trò chuyện cùng chủ nhân bầy lạc đà ở Bắc Kinh vào năm 1901. Khi đó, Bắc Kinh còn là một trong số nhiều thành phố của Trung Quốc đang thuộc quyền cai trị của nước ngoài. Những tù nhân người Trung Quốc trong phong trào Nghĩa Hòa Đoàn Boxer Rebellion, chủ trương tiêu diệt người Công giáo và đánh đuổi người phương Tây khiến hơn 30.000 người thiệt mạng. Lính các hộ tống xe ngựa qua cổng thành phía Nam ở Bắc Kinh, ảnh chụp năm 1901. Bức ảnh Thiếu nữ trong cung cấm ghi lại phong cách thời trang điển hình của phụ nữ Trung Quốc những năm cuối dưới triều đại nhà Thanh. Thiếu nữ mặc trang phục truyền thống thời nhà Thanh trong bộ sưu tập ảnh những năm giữa thế kỷ 19 của nhà truyền giáo người Anh William Lockhart, người đã xây dựng bệnh viện đầu tiên của người nước ngoài ở Thượng Hải. Chân dung hai ca sĩ trẻ ở Hồng Kông trong tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Mỹ Benjamin V. Kilburn. Vua Phổ Nghi, vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Trung Quốc, lên ngôi khi mới 2 tuổi, năm 1908. Trước khi bị buộc thoái vị vào năm 1912 khi cách mạng Tân Hợi bùng nổ. Uyển Dung, người vợ chính thức đầu tiên của vua Phổ Nghi, được phong hoàng hậu. Cuộc sống khó khăn của công nhân lao động trong những mỏ than ở vùng nông thôn Trung Quốc. Theo nghi thức trong đám cưới truyền thống Trung Quốc thời nhà Thanh, tân nương phải đội rổ lên đầu trên đường rước dâu cho tới khi đến nhà chồng. Nhóm thợ săn tự hào khoe chiến lợi phẩm. Đường phố Hồng Kông nhộn nhịp ngày Tết, ảnh chụp năm 1902. Người Trung Quốc di cư tới Nam Phi để làm việc trong các mỏ vàng do nạn đói kém và biến động chính trị, xã hội trong nước khi triều đại phong kiến cuối cùng bị diệt vong. Người Trung Quốc di cư sang Mỹ ở bang San Francisco năm 1900. Đại tá Rasko Turner trò chuyện cùng nữ phi công người Trung Quốc Hilda Yên bên cạnh chiếc trực thăng ông tặng riêng cho cô nhân chuyến thăm tới Washington vào năm 1939. Những cây cầu vắt ngang nóc nhà trong các thành phố lớn ở Trung Quốc thời phong kiến. Chiếc xe quân sự băng qua vùng núi thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ảnh chụp năm 1946. Hình ảnh Bảo Đại và các chính khách tại hội nghị Hương Cảng 1947. Năm 1947, cựu Hoàng Bảo Đại sống ở Hồng Kông và gặp gỡ rất nhiều nhân vật thuộc những nhóm và bè phái phi cộng sản ở Việt Nam, trong đó có cả Ngô Đình Diệm, xem giải pháp Bảo Đại và tính toán của Pháp trong chiến tranh Đông Dương 1946 đến 1954. Ngày 9 tháng 9 năm 1947, Bảo Đại đã mở hội nghị các đảng phái Việt Nam tại Hồng Kông Hương Cảng để thương thuyết về thời cuộc Việt Nam. Báo Ngày Mới, số 45,
ra ngày 30 tháng 9 năm 1947 trích lời ông Pierre Rogel, phái viên hãng tin AFP, cho biết các đại biểu tham dự hội nghị Hương Cản thuộc nhiều phe phái chính trị khác nhau, bao gồm hữu phái, tả phái và trung ương. Hữu phái phần nhiều là đại biểu Bắc Bộ, gồm những quan liêu cựu thời, họ đại biểu cho tinh thần tổ truyền và nông dân xứ Bắc. Trung ương, tạm thời gọi là phe quân chủ lập hiến, phần đông là hạng trí thức. Đến tả phái thì gồm các ông trong mặt trận quốc gia hiệp nhất. Chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh của Bảo Đại và các chính khách tại hội nghị Hương Cản 1947. In trong cuốn hình ảnh Bảo Đại, các chính khách quốc gia và hội nghị Hương Cản 1947 do tác giả Nguyễn Khắc Ngữ biên soạn, xuất bản tại Canada năm 1991. Bảo Đại ra đón Nam Phương Hoàng hậu tại bến tàu Hương Cản, có Phạm Văn Giáo cầm ổ che mưa. Bảo Đại và Lưu Đức Trung đi đón Nam Phương Hoàng hậu, hàng đầu, bên phải. Phía sau có Phạm Văn Giáo, bà Lưu Đức Trung và hai con, cùng các hoàng tử, công chúa còn Bảo Đại. Hàng đầu từ trái sang phải, Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Lưu Đức Trung và Nghiêm Văn Trí, bí thư của Nguyễn Văn Xuân. Phía sau, Trần Văn Lý, đội nón đang nói chuyện với Phan Văn Giáo. Người đang xuống phi cơ là Ngô Đình Diệm. Lưu Đức Trung tại văn phòng Bảo Đại. Lưu Đức Trung và luật sư Cao Văn Chiểu Hương Cản 1947. Lưu Đức Trung và Phan Văn Giáo ra phi trường Hương Cản đón các chính khách 1947. Từ trái sang phải, Lưu Đức Trung, Trần Văn Tuyên, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Bảo Toàn, Phan Văn Giáo. Từ trái sang phải, Phan Khắc Sửu, Trần Văn Tuyên, Trần Thiện Vàng, Lưu Đức Trung, Trần Văn An chụp tại Hương Cản năm 1947. Các chính khách Việt Nam sang dự hội nghị Hương Cản được Lưu Đức Trung và Phan Văn Giáo ra đón tại phi trường. Từ trái sang phải, Trần Văn Tuyên, Cao Văn Chiểu, Hạ Xuân Hải, Trần Thành Đạt, Trần Văn Lý, Trần Ngọc Liễn, Lâm Ngọc Đường, Nguyễn Văn Sâm, Lưu Đức Trung, Nguyễn Bảo Toàn, Trần Quang Vinh, Phan Văn Giáo, Cung Vũ Nguyên, Nguyễn Phước Đàn, Nguyễn Văn Tâm, Trương Vĩnh Tống và Nguyễn Văn Hải. Các chính khách Việt Nam tham dự hội nghị Hương Cản chụp hình tại văn phòng Bảo Đại. Hàng đầu, Phan Văn Giáo, Trần Văn Lý, Trần Thành Đạt, Hạ Xuân Hải, Nguyễn Hải Thần, Lưu Đức Trung, Trần Quang Vinh, Trương Vĩnh Tống, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tường Tam và Vũ Kim Thành. Hàng sau, Nguyễn Bảo Toàn, Trần Văn Tuyên, Lâm Ngọc Đường, Cung Vũ Nguyên, Cao Văn Chiểu, Trần Ngọc Liễn, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Văn Hải, Ngô Xuân Tích, Nghiêm Xuân Việt, Vũ Quốc Hưng, Nguyễn Phước Đàn, Nguyễn Tường Long. Cựu Hoàng Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu cùng các chính khách tại hội nghị Hương Cản 1947. Bảo Đại tiếp phái đoàn miền Trung. Từ trái sang phải, Bảo Đại, Nguyễn Hải Thần, Trần Thanh Đạt, Phạm Văn Giáo, Lưu Đức Trung, Nguyễn Văn Hải, Cao Văn Chiểu, Cung Vũ Nguyên, Hạ Xuân Hải. Dạ tiệc tiếp đãi các chính khách tham dự hội nghị Hương Cản. Từ phải sang trái theo bàn tiệc, Nam Phương Hoàng hậu, Hạ Xuân Hải, Trần Thành Đạt, Lưu Đức Trung, Nguyễn Bảo Toàn, Cung Vũ Nguyên, Ngô Xuân Tích. Dạ tiệc tiếp đãi các chính khách tham dự hội nghị Hương Cản. Từ phải sang trái theo bàn tiệc, Bảo Đại, Nguyễn Văn Sâm, Trương Vĩnh Tống, một người không rõ mặt, Nguyễn Hải Thần, Phan Văn Giáo, Nguyễn Văn Tâm, Trần Quang Vinh và Trần Văn Lý. Dạ tiệc tiếp đãi các đại biểu miền Bắc tại Hương Cản. Từ trái sang phải theo bàn tiệc, Lưu Đức Trung, Trần Đình Quế, Nguyễn Bá Chính, Bảo Đại, Lương Văn Phúc, Đỗ Văn Bình, Phan Văn Giáo, Lê Văn Đệ. Để xem được video chất lượng 4K, bạn phải điều chỉnh trình duyệt trên máy tính.
hoặc điện thoại của bạn về chế độ xem video 4K, thì các bạn mới có thể xem được video chất lượng sắc nét nhất. Thank you.